Mai á là con có dự trí á để cúng cho sư ông, để sư ông có uống thuốc. Thì năm nay thì chị sư ông ở đây thôi chứ không đi đâu nữa không? Chưa tới đi đâu rồi. Đến đâu? Vì chị cũng yếu rồi, đi đâu rồi con đâu mà? Thì con gọi cho mấy cổ thăm đó con. Dạ. Để gọi cho thăm sư ông chút để cũng muốn gặp sư ông. Con là mời hiệu trưởng. Rồi học trung cấp hồi 96 ở Vĩnh Nghiêm tới 2000 sư cô con mới xong. Sức khỏe là sư ông ăn được không? Ăn được không sư ông? Ăn được không? Ăn được. Ăn được hả? Giờ dạo này sư ông nó có giảng được gì nghỉ hả sư ông? Không giảng được. Năm nay năm nay tưởng là sư ông 90, 92 chứ chưa năm mình hả? Năm nay 94 95 sư ông ơi. Con mới về, nó mới ghé thăm sư ông. Thì con ở con cái thất ở đường Đông Dương á, có lần con có thác thăm sư ông ở đây nè. Nhà sư ông còn khỏe. Năm 95 vâng. Rồi chơi đi. Không sao không sao, để con thăm cho ông chút để lạnh lắm hả sao hả? Lạnh không? Hơi lạnh. Cho nó cho ông xuống cái nóng, cái sưởi. Để con lại lấy cho ông chút nha. Để con lại lấy cho ông. Biết lấy cũng được. Mà đi lâu lâu. Cái này chọn nóng để sức, nhưng mà là cái này sức chưng được ban đêm á cho nó ấm. Rồi dầu này sức sức mũi được, cái này nó nóng lắm sư ông, sức chưng ban đêm á nó giữ cái thân nó nóng. Sư ông có dạy gì không sư ông? Dạy mấy con gì chút đi, có gì dạy mấy con chút đi, thành lập hành trang đi. Còn gì nữa dài. Còn gì nữa dài à? Hành chung liên rồi. Kể có nhắc nhở cũng được. Sư ông dạy chứ dạy câu nhắc nhở cũng được. Cái này dạy câu rồi. Dạy câu không? Câu nào cũng được rồi. Đúng rồi. Câu này cũng được. Đây nha. Sư ông là từ dạy con mà. Nó có muốn chụp dưới làm sao, chụp á con mẹ
Thảo đứng sau, không chụp như sao một chút. Đây Phật tử ở Đơn Dương, rồi Phật tử sư này thì ở Sóc Trăng, rồi có chuyện ở Sài Gòn, đã đi cùng đi. Con này thì ở ở Sài Gòn để thăm một vài sư ông, lâu lâu rồi thì không biết sư ông ở đâu, cho nên đâu, cho nên có gọi hồi hôm qua có gọi sư cô đưa con sư ông vào đây không? Cho mệt không? Mệt không? Mệt. Chắc mệt sư ông nằm đi. Ha. Không sao. Không có gì con nói chuyện để sư ông nằm đi không sao. Chứ sư ông nằm ngồi nó mệt thì nằm cũng được. Gọi chung cũng được. À, để rất. Rồi. Cho ông lớn tuổi. Mà sao ông nằm vậy sao ngủ hoài hả? Ngủ được không? Ngủ được. Ngủ được. 9:10. Quay phim để cho sư ông để lưu lại sau này có dịp không có dịp thì tha thấy sư ông nữa. Năm nay là sư ông là 95. Một hòa thượng được thanh tịnh là bao nhiêu hả sư ông hả? 100 rồi. Ủa, lớn hơn sư ông hả? 100 mà. Ông tí 100 rồi. Dạ, sư ông 100. Nhưng mà ông khổ sở. Tại sao vậy sư ông? Lâu năm lắm rồi. Đúng rồi. Tôi khổ thân. Khổ. Nhưng mà sư ông nhớ hòa thượng Nhất Hạnh đi rồi đó hòa thượng, sư ông? Đi rồi. Là khỏi khổ phải không? Khỏi khổ. Không, con về không được, thấy ngày đi rồi thì con cũng không về được, lúc đó còn dịch không về được. Thì không con công lao học cực khổ dữ lắm. Đúng rồi. Giỏi. Ngày thì giỏi nữa. Đi khắp thế giới. Đi vào đệ tử ngày trong ở thế giới rồi đông. Nhưng mà những cái cổ thụ là sắp không còn nữa. Thì con hài học là kêu hòa thượng rồi bây giờ biết hòa thượng thanh từ rồi tới về chơi luôn sư ông nữa là còn có mấy vậy vậy mấy vậy là yếu hết rồi. Trong lúc hòa thượng lớn tuổi là chỉ có hòa thượng Minh Châu rồi tới hòa thượng Chí Tịnh là cũng đã đi là hai vị đã đi rồi, còn bây giờ hòa thượng Nhất Hạnh cũng đi rồi. Rồi. Còn hai vị nữa, hai đơn vị cũng yếu luôn, hai đại thọ cũng yếu luôn, mấy con chỉ còn hai đại thọ cuối cùng. Thôi, 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 thô